Này, chúng mày mang máy đi đâu thế hả? Dạ, chúng con mang máy lên gác xem, không tí thể lại có khách. Với lại để bố đỡ mất giấc ngủ. Chúng mày xem phim gì? Nó bu toàn nghe thấy tiếng rên rỉ thế hả? Phim trưởng đấy bu ạ. Người ta đánh võ đau lắm. Người nào bị thương á, cứ rên la suốt đấy bu ạ. Phim như thế mà chúng mày cũng say mê được hay sao? Thế mới hay nhỉ. Đi. Phim mới sắp hay lắm nhỉ. Ừ. Được rồi đấy. Bây giờ cho chúng mày xem trước một đoạn. Lát nữa bộ con mưa đến, phải cái gác cho tao đấy nhá. Gác thế nào ạ? Bố tao thì nằm lâu rồi, nhưng bất chợt thấy tao về thì phải báo tao để thay băng, nghe không? Vâng, anh cứ yên tâm. Ừ? Vâng, được ạ. Rồi, bây giờ thưởng thức đi.